quý vị, ngày 15 tháng 5, Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1984, ngụ phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, và Nguyễn Ngọc Thêm, sinh năm 1985, ngụ phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai đối tượng đã vào một vựa hoa kiện ở thành phố Sa Đéc ăn trộm xe ba gác trị giá hàng chục triệu đồng, đã bị camera nhà dân ghi lại, khiến nhiều người phẫn nộ. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2022, tại một vựa hoa kiển nằm trên đường Vành Đai DT848 thuộc xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc, có hai thanh niên đi thẳng vào trong vựa, thản nhiên dẫn chiếc xe ba gác trị giá hơn 30 triệu đồng ra bên ngoài, rồi lên xe rời đi. Khi vựa kiển còn sáng đèn và có người trông giữ, tất cả sự việc đã được camera của vựa hoa kiển ghi lại và được trình báo cho cơ quan công an. Đến khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022, trong quá trình tuần tra trên đường DT848, Công an xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc phát hiện Hải và Thêm điều khiển xe mô tô che biển số có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra và mời về trụ sở công an xã để làm việc. Qua làm việc, hai đối tượng này khai nhận cả hai chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe ba gác nói trên. Sau khi lấy trộm, cả hai điều khiển xe chạy về hướng cầu Mỹ Thuận, bán xe với giá 5,5 triệu đồng, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Khi quay lại thành phố Sa Đéc định thực hiện hành vi trộm lần thứ hai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Hải khai nhận đã có hai tiền án, từng bị xử phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.